Một pha xóa pháo. Không biết có phải 93 xóa pháo bị lỗi không anh em. Mất hiệu lực. Mất một dàn cờ chẳng xóa ở khu vực gần kênh lên luôn. Dạo này không biết có phải bị lỗi không. Mà sao quả pháo tự nhiên. Hình như là xóa nhầm pháo này mà. Bây giờ 93 mới đang nổi pháo. Dẫn đến cái trường hợp là rất là nhiều ạ khao vì Zero. 365 nha anh em. 365 công rồi. Zero rất là nhiều ạ từ bên 93. Ở đây anh em thấy được là khả năng xóa pháo rất là cao bởi vì rất là nhiều thành viên của 93 đang bật khi như thế này. Ôi, phi vụ cướp red thế kỷ luôn. Mình thấy anh em gửi uh, báo cáo giao thám ở trong này. Red nhiều lắm anh em ạ. À. Khủng khiếp luôn. À, 2B 4B 6B 8B red. Mất lần 8B red. Lính thì chết hết rồi. Đây. Hột 8 bề rệt Chưa tính là kể cả những cái thành phố khác mình chưa kịp xem nữa Rất là nhiều anh em ạ Không biết 93 mà lại đi xóa xóa pháo sai hay như thế nào anh em ạ Không thể hiểu được luôn Nhưng mà dẫn đến cái việc là Mất rệt Mất lãnh thổ và mem bị zero nói chung là cũng khá khá ấy. Mà hầu hết là những ad mà nằm ở do này mà mất lãnh thổ nó coi như là đi hết một sải luôn. Trời ơi Tầm này mà cướp rết thì đúng bài rồi anh em ạ Bởi vì bên nào cũng hết rết Bên nào cũng đói rết rồi Đánh nhau hơn 10 ngày Kênh lên cũng 4-5 ngày Và bây giờ vẫn đang tiếp Vẫn đang tiếp tục nhầy nhầy đánh nha anh em Ui ơi 8B rết thấy vậy nhanh nhanh lắm Bởi vì cướp đông quá mà anh em Chê kìa Trời ơi Thảm sát Thảm sát cho 1093 Quá khủng khiếp không biết tại sao lại nhầm pháo như thế này nhỉ? Trời ơi, bót tele lại cho gần nhưng mà 8 beret thì đối với cái lực lượng hùng hậu như thế này cướp tí là hết rồi anh em ạ. Mình nghĩ là chắc chỉ có xóa nhầm pháo thôi bởi vì à, mình mới vào game lúc nãy. Dẫn đến cái trường hợp cờ nó mới trắng xóa hết như vậy. Quá nhiều cờ luôn. Chẳng hết một khu. hiền hết nè anh em hiền hết mà rất là nhiều bạc farm mình nghĩ ạc farm mà còn red là chắc toàn chết cũng khá nhiều luôn à, bây giờ thì 93 đang xây lại còn một tiếng nữa mới xong cái pháo mà pháo thì thấy là ừ còn một tiếng nữa mới xong hiện tại nó đang giáp cờ nó vẫn còn cây cờ của 93 ở đây chính vì vậy là 365 không ra lì được cái pháo đó nha anh em phải đốt xong cái cờ này thì mới ra lì được cái pháo này mà nói chung là thảm sát chết nhiều ấy Red cũng cướp quá trời anh em nhìn thấy cái đội hình xe với lính nó đi cướp cỡ này thì thôi nó là bao nhiêu KVK cũng về cuối rồi và cũng có kết quả rồi thế nhưng mà chính bà vẫn đang rất là nhầy này ạ vẫn tiếp tục đánh vẫn tiếp tục bào cho đến khi nào mà không còn gì để đánh nữa thôi Nói chung là đánh đậm chất game chiến tranh luôn nhưng mà pha pha này mình không rõ chính xác thông tin có phải là xóa nhầm pháo hay không nhé anh bởi ừ, vì mình vào game sau thế nên là thấy anh em xe thôi còn không biết chắc là có xóa nhầm hay không nhưng mình nhìn chung là hơi toàn anh em ạ